Tahi at tano nhà thô cô hi nhà thô pa rô si già at ta nhà quá su đàn tề na nhà thằng lập lập pha tí đút pháp phẩm phần tự mình ý chỉ mình nào có ý chỉ khác nhờ khéo điều phục mình được ý chỉ khó được và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tự ta nương tựa cho ta có ai ý chỉ gần xa màu tự mình điều phục làm đầu ý chỉ khó được tu lâu thành toàn và đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Và con xin đọc kệ à ta hi ta ta nô nhà thô cô hi nhà thô bà rô si ya à ta nhà qua su đanh tê na nhà thăng la pa thì đụn la phân a ta hi ta ta no nha tho cô hi nha tho ba ro si ya a ta nha wa su da te na nha than la pa ti đun la phần. Dạ con đã đọc và kể xong, con kính nhường mic là cho gì là đông, kính mời chị. Dạ, em cảm ơn chị Lạc Lê. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 160. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Atta hi atta no na tho ko hi na tho pa ro si ya atta na wa su dang te na na thang la pha ti dun la phang atta hi atta no na tho ko hi na tho pa ro si ya atta na wa su dang te na na thang la pha ti dun la phang atta hi atta no na tho ko hi na tho pa ro si ya atta na wa su đằng tề na na thằng la pha ti đùn la phần tự mình y chỉ mình nào có y chỉ khác nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Atta hi atta no na tho ko hi na tho pa ro si ya atta na wa su đằng tề na na thằng la pha ti đùn la phần tự ta nương tựa cho ta có ai y chỉ gần xa mà cầu tự mình điều phục làm đầu y chỉ khó được tu lâu thành toàn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Trần Đắc. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ thường tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 160. Hi attano na tho cô hi na tho pa ro si ya attana wa su dam te na na thang la pa ti dun la pang atta hi attano na tho cô hi na thô pa rô xí
đàn tề ná là thằng lá bá tí buồn lá tăng át ta hí át ta nô nà thô cô hí nà thô bá rô xí già át ta nà quá xú đàn tề ná là thằng lá bá tí buồn lá băng. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: tự ta nương tựa cho ta, có ai y chỉ gần xa mà cầu. Tự mình điều phục làm đầu, y chỉ khó được, tu lâu thành toàn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm dân đã ôn bài xong. Dạ, mến mời bạn trai của cô tu nữ Tự Duyên. Dạ, mời cô. Dạ, sa thú lành thai. Kính cảm ơn chị Cẩm Vân. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân trà, quý thiền nam tín nữ. Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh Rạng Đông đã cho biết nghe rõ. Dạ cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á. Bây giờ Tuệ Duyên xin kể kinh Pháp Cú số 160. A ta hi a ta no na tho cô hi na tho pa ro si ya a ta na qua su đan te na na thăng la pa ti đun la pang a ta hi a ta no na tho cô hi na tho bà rô si ya a ta na qua su đan te na na thắng la pha thì đun la phăng a ta hi a ta no na thô cô na thô bát rô si ya a ta na qua su đan te na na thắng na na la la na thằng la phát ti đun la phăng a ta hi a ta no na thô cô hi na thô bà rô si ya a ta na qua su te na thằng la phát ti đun la phăng tự mình y chỉ mình nào có y chỉ khác nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu: tự ta nương tựa cho ta, có ai y chỉ gần xa mà cầu. Tự mình điều phục làm đầu, y chỉ khó được, tu lâu thành toàn. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Đại Duyên đã kể xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Quỳnh Quách Thanh Á. Dạ, kính mời Quỳnh ạ. Sa thu sa lần thay kính là các bậc cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Lão Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Nhà con xin được kể kinh Pháp Cú số 160. Cảm ơn Sít Thanh Thủy, Sít Rạng Đông, Sít Nhật Thịnh cho biết nghe rõ. Atta hi atta no na tho cô hi na thô pa rô si ya a ta na wa su đan te na na thang la phan ti đun la phang a ta hi a ta no na thô cô hi na thô pa rô si ya a ta na wa su đan te na na thang la phan ti đun la phang atta hi atta no na tho ko hi na tho paro si ya
Attanawa sudantena nathang lapati dullapang. Tự mình ý chỉ mình nào có ý chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình được ý chỉ khó được. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Tự ta nương tựa cho ta, có ai ý chỉ gần xa mà cầu. Tự mình điều phục làm đầu, ý chỉ khó được, tu lâu thành toàn. Bản phổ thơ của Ngài Di Đức. Nam Mô Phật Thà Giá, còn xin được xuống mic. À, mến mời Sít Thanh Thủy. Sa thú, xin cảm ơn huynh Quá Thanh Á. Con thành thử phần kính lễ chư công đức thanh niên kính chào hữu hữu. Con xin đọc câu pháp cú số 160. À, cảm ơn sư Phạm Đồng, cảm ơn sư Dục Quỳnh ha. Atta hi attano na tho ko hi na tho pa go si ya attana va su đăng tê na na la pa ti đồn la phăng. Atta hi attano na tho ko hi na tho pa go si ya Atana Vasudante Nana Thang Lapati Thun Lapang. Atai Antano Natho Kohi Natho Parosiya Atana Vasudante Nana Thang Lapati Thun Lapang. Tự mình, ý chỉ mình nào có ý chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình được ý chỉ khó được. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con kính chia đạo tràng và kính mời mời sư Tina ha. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư vị bà vị cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 160. Atta hi atta no na thu ko hi na thu pa lu si ya anta na wa su tan te na 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 thang la pha ti dun la phang. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anta hi anta nu na thu ko hi na thu pa ru si ya anta na wa su dan te na na thang la pha ti tu la pha. Tự ta nương tựa cho ta, có ai y chỉ gần xa mà cầu. Tự mình điều phục làm đầu, y chỉ khó được, tu lâu thành toàn. Của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính chư ân quý sư với bà vị cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sít Thina. Dạ, cảm ơn Rạng Năm cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Cảm ơn Thina. Nam Mô Bích Thai giá, con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt cùng chư tâm đức vừa quan lâm nèo đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa giao đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài câu phúc kinh số 160. Dạ, cảm ơn Minh Vát Thanh Á cho bài học. Atta hi atta no na tho ko hi na tho ba ro si ya atta na sa su dan te na na thang na phát tích đuôn na phăng. Atta hi atta no na tho ko hi na tho ba ro si ya atta na sa su dan te na na thang na phát tích đuôn na phăng. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Atta ni an ta no na tho ko hi na tho ba ro si ya atta na qua su dan te na na thang la pha ti
đun la phăng a ta hi an ta no na tho co hi na tho ba ro si ya a ta na wa su đan te na na thăng la pha thì đun la phăng tự ta nương tựa cho ta có ai y chỉ gần xa mà cầu từ mình điều phục lần đầu y chỉ có được tu lâu thành toàn. Và đây là phần bộ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức, nhược bình kính cảm ơn đạo tràng. Và con vị nào muốn ôn bài xin đưa bàn tay lên cho nhược bình một tín hiệu, nhược bình xin nhường mít ạ. Dạ, một lần nữa Nhật Bình kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Dạ, chúc mừng năm mới anh chị luôn được nhiều sức khỏe. Dạ, con không có thấy có bàn tay của vị nào nữa. Dạ, con xin phép đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tuệ đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp quốc kinh số 160. Nhục Quỳnh kính cảm ơn Athena xích thanh thị vinh vát tha ná của tu nữ tệ duyên cẩm vân xích tâm phương đã hoan hỷ ôn bài. Và bây giờ thì cũng đến giờ học bài mới. Nhục Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhục Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được để được trình đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Vinh Vát Tha Ná đã cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambua Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambua Tha Sa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc cha ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ răng đàm để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 161. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ con kính lễ chư tăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức cùng chư quý vị tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 4 Tây tháng 2 năm 2022, cũng như là ngày mùng 4 Tết năm Nhâm Dần. Dạ cảm ơn chư tăng và quý vị cho biết được tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trước khi vào sinh hoạt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh như thường lệ, ngày hôm nay diễn đàn chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 161, Phẩm Tự Ngã Attawakkha. Lời đầu tiên cũng như là lời chúc mừng năm mới đến chư tăng và toàn thể quý vị. Kính chúc quý vị có được một năm mới thuận may trong cuộc sống và đạt được nhiều cái ý nguyện, nhiều cái dự ở trong một cái năm mới này. Và chúng con xin kính mừng sức khỏe và toàn thể quý vị của chư tăng và toàn thể quý vị ạ. Nam mô Bổn Thầy giá. Bây giờ các quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ tiếp tục cho cái buổi sinh hoạt tối hôm nay. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā Buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi Sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi Suppatipanno bhagavato sāvakasaṅkho Sangkhang Namami. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 161, Phẩm Tự Ngã Attawakkha. Phẩm Tự Ngã Attawakkha, câu Pháp Cú số 161 có nội dung như sau. Atana wa katang babang Atachang atasampawang Abhimantati dumme thang Vajirang vasamamayang namanin Atana wa katang babang Ata chang ata sampawang Abhimantati dumme thang Vajirang mamayang manin. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là bản Việt ngữ của Ngài In Đá Chanh Đá Chánh Thân. Việc ác đã được làm bởi chính ta, được sanh ra bởi ta, có nguồn gốc ở ta. Nó nghiền nát kẻ trí tồi, tợ như kim cương nghiền nát viên ngọc mani làm bằng đá. Dạ Nam Mô Bổn Thầy nhé. Dạ tiếp theo sau thì chúng ta sẽ sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 161 này.
Dạ, câu đầu tiên là Atta Atta na wa katang pa pang. Atta na wa kat. Ở đây lại có các bạn là Atta hi Atta na hi katang pa pang. Atta na hi Atta na wa Atanahi Atanawa. Gì chào để chút xíu. Atanahi katang babang Atanawa katang babang. Ở trong bản bản kinh của Đức Thiền thì để là Atta Hi Katang Pa Pang. Các bản mà chúng ta học ở trên đây thì Atta Wa Katang Pa Pang. Cái từ Atta Atta na quá hay là Atta na hí á, thì nó khác nhau ở chữ quá hay là chữ hí. Còn ở từ Atta na thì giữ lại giống nhau. Chữ Atta na đó là bởi bản thân, bởi ta, bởi chính ta. Còn cái từ quá hay là ê quá hay là chữ hí á, nó chỉ là cái từ nhấn mạnh. Vậy chúng ta theo cái bản kinh đang học ở trên đây thì chúng ta là Atana cộng với là Ewa. Atana Ewa. Ewa chứ không phải Ewa cùng. Chữ Ewa thì nằm ở câu chót, câu cuối. Atana cộng với là Ewa. Atana có nghĩa là bởi chính ta. Ewa là từ nhấn mạnh. Katang là được tạo hay là được làm. Katang được tạo hay là được làm. Papang. Papang là điều xấu ác. Papang là điều xấu ác. Atana wa katang pa pang hoặc là Atana hi katang pa pang. Câu thứ hai, Ata chang Ata sampawang. Ata chang Ata sampawang. Chúng ta học cái phẩm Atawakka, phẩm tự ngã, thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện cái tần số, xuất hiện cái từ Ata rất là nhiều ha. Đó cũng là chính vì lý do đó mà được những câu kệ ngôn này được gom lại thành trong cái phẩm Atawakka. Rồi câu tiếp tiếp là Atta chăng Atta sampawang. Atta chăng ở đây chúng ta có cái từ là Atta là tự mình hay là chính bản thân mình. Còn cái từ chăng đó, cái từ chăng nó có cái từ nó có cái từ căn là chanati. Chanati đó là sanh lên, khởi lên. Sanh lên, khởi lên. Atta chăng được hiểu đó là được sanh lên bởi ta hay là được khởi lên bởi ta. Được sanh lên bởi ta, được khởi lên bởi ta. Atta sampawang. Atta sampawang chúng ta cũng có thấy cái từ Atta cộng với lại sampawa, sampawang.
Atta cũng có nghĩa là bởi ta. Sampawa ở đây á, nó cũng có nghĩa là sanh ra, được sanh ra, được sanh ra. Và cộng với là cái từ căn, cái từ tiếp đầu ngữ sanh đó là tự mình, được sanh ra bởi chính bản thân mà phải, mà là tự mình nữa. Chứ nó không phải do cái bởi người khác. Rồi, chúng ta tiếp tục câu thứ ba. Abhimathati dumme thang. Abhimathati dumme thang, chúng ta có từ abhimathati. Abhi cộng với lại mathati. Mathati có nghĩa là nghiền nát. Nghiền nát. Abhi là một cái tiếp đầu ngữ. Nghiền nát. Abhimathati dummethang. Dummethang ở đây chúng ta có cái nghĩa là người có cái người thiểu trí, tức là người có cái trí tuệ. Mình nói theo cái bình thường thì mình nói là cái người có cái người có cái không có trí tuệ, người không có cái sự suy xét đó, cái người không có cái sự khéo léo đó. Tại vì cái trí tuệ mà mình nói là người trí tuệ tồi hay là cái trí tuệ kém thì nó dễ hiểu lầm là trí tuệ làm sao mà cái trí tuệ lại tồi hay là trí tuệ không đúng. Mà chúng ta hiểu là cái người cứ thiếu cái sự suy xét chân chánh, người thiếu cái sự nhận định ý thức. Tại vì chữ cái từ mà mê thá đó, đó là người trí, nói lên cái người có cái sự suy xét. Khi mà nó đi kèm với lại cái tiếp từ ngữ trú, chúng ta thấy chữ trú nó có nghĩa là tiêu cực. Chữ trú này nó có nghĩa tiêu cực, suy xét, mà suy xét về cái tiêu cực, suy xét không có tới, hiểu không có đúng vấn đề. Nếu mà thay đổi cái tiếp đầu ngữ thành chữ xú đó, chúng ta có cái từ là xú mê thá đó, là cái người có cái sự suy xét mà đúng đắn, hợp lý, thì được gọi là người trí. Còn cái này là đú mê thá hay là đung mê thá, là cái người có thiểu trí, hay là cái người có cái, chúng ta gọi sao trong dễ hình dung, đó là người có cái sự suy xét không có đúng đắn ấy. Dạ rồi. Tiếp theo chúng ta có cái câu Quá chi răng Quá sa ma ma dăng. Quá chi răng Quá sa ma ma dăng. Quá chi răng. Quá chi răng có nghĩa là kim cương. Kim cương hay là kim cang. Một cái vật chất rất là cứng. Rất là cứng. Một cái loại đá quý. Quá sa ma ma dần. Ở đây chúng ta có cái từ là quá, có cái dấu phẩy. Ở đây chúng ta không có dấu phẩy hả? Cái chữ V đầu á thì sẽ có cái dấu phẩy để mà tách ra, bởi vì nó là cái từ ý vá. Cộng với lại asama, asama, asama hoặc là asma, chúng ta đọc cách nào cũng được. Asma hoặc là asma ma dần. Asma đó là đá, ma dần đó là được hình thành, được tạo ra. Asma ma dần là được tạo ra hay được hình thành từ đá. Cái từ chữ V đầu á,
chữ vá, chữ vờ ở bên trước đó, tách ra nó là cái từ ý vá, là giống như, ví như. Còn cái từ cái cộng thêm đó là á, từ chữ a trở về sau đó là asama mayan. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, asama mayan được tạo ra, được hình thành từ đá. Cái từ cuối cùng là maning. Maning là một cái loại ngọc mà được gọi trực tiếp đó là ngọc mani, hoặc là chúng ta có thể hình dung đó là một cái loại đá quý, ngọc quý mà cũng hình thành từ đá. Hình thành từ đá. Như vậy thì chúng ta cũng vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 161 trong phẩm Atthawaka, phẩm tự ngã. Và một lần nữa nội câu kệ ngôn phẩm 161 có nội dung như sau. Atthawaka tăng ba băng Ata chang ata sambawang Abhimata ti domme thang Vachirang vasama mayang maning. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu như kim cương ngọc báo. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức: việc giữ vốn tự mình sanh, tự khởi, tự tạo, tự hành ác tri. Nó nghiền nát kẻ ngu si, kim cương rạch vết, xá dì bảo châu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, tiếp theo sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự, cái nguyên nhân của cái câu kệ ngôn mà Đức Phật Ngài đã thuyết. Câu kệ ngôn pháp cú số 161 này Đức Phật Ngài thuyết lên khi Ngài đang ngự tại Cetavana Vihara, liên quan đến một cái người thiện nam cư sĩ tên là Mahakala. Mà đặc biệt cái người thiện nam này đó là một cái thánh cư sĩ Tu Đà Quần, Sotapanna. Một cái vị thánh cư sĩ Tu Đà Quần. Cái thời Đức Phật còn tại tiền, thưa quý vị, rằng các vị thánh tăng, thánh cư sĩ thì phải nói rằng rất là nhiều. Rất là nhiều, nhiều là so với những cái thời, những cái khoảng thời gian khác sau khi Đức Phật Ngài viên tịch. Chứ so về chúng sanh, so về cái quốc độ, so về cái những cái người còn là phàm phu, thì cái số lượng mà chư thánh tăng, chư thánh cư sĩ thì cũng không thể nào mà nhiều được. Nhiều là so với những cái thời kỳ khác, như là so với chúng ta bây giờ thì quả là hiếm. Cái thời kỳ Đức Phật thì có một ông tên là Mahakala. Cái tên Mahakala đó, rất là nhiều cái vị trùng tên. Và đặc biệt cái thì cái vị Mahakala thiện nam này đó là một thánh cư sĩ, chúng ta nhớ. Bậc Tu Đà Quần, tức là bậc thánh đầu tiên ở trong bốn tầng thánh: Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Cái vị thánh Tu Đà Quần thì phải nói rằng lần đầu tiên bước chân vào trong cái vòng thánh, tức là lần đầu tiên thấy được, nhận định được bằng kinh nghiệm của mình về cái việc đó là giải thoát. Tuy rằng chỉ là bằng tầng thánh đầu tiên, tuy rằng mới dứt trừ được cái ba
hạ phần kiết sử, thân kiến hoài nghi với cấm thủ, nhưng chắc chắn rằng cái vị sẽ giải thoát trong tương lai gần. Và đặc biệt đó là bằng cái kinh nghiệm thực chứng của mình đó, cái vị thánh đệ tử Tu Đà Hoàng này sẽ không bao giờ bị đức tam quy, hay là có một cái khởi lên cái tâm đó là phỉ báng tam bảo. Nói cách khác đó là cái vị thánh Tu Đà Hoàng, thánh tăng hay là thánh cư sĩ có một cái niềm tin vững chắc nơi tam bảo. Cái điều này nó không phải là một cái gì đó khi chúng ta học hết 12 hay là học hết đại học được chứng nhận một cái bằng cấp cử nhân, hay được chứng nhận bởi một cái cơ quan pháp lý nào. Bởi vì tại sao gọi là thánh cư sĩ Tu Đà Hoàng có niềm tin vững chắc không bao giờ lay động? Thưa quý vị, rằng cái niềm tin của một vị thánh cư sĩ về bảo đó, về pháp, về tăng, không phải là cái niềm tin nghe nói học được, mà là cái niềm tin phát khởi từ cái việc thực hành, từ cái việc thực hành. Cho nên khi mà có kinh nghiệm từ bản thân mình thì chắc chắn rằng ai nói gì, ai có xúi dục gì thì không bao giờ thay đổi cái niềm tin đó. Nó rất là khoa học, nó rất là dễ để mà chúng ta chấp nhận, chứ không phải là đạt được cái chức vị đó, thánh đó thì được chứng nhận như thế này như thế kia. Nó hoàn toàn không phải. Bây giờ chúng ta mong cũng được, cố gắng làm sao mà kinh nghiệm thực tế thì tự nhiên là lúc đó chúng ta có được cái niềm tin vững chắc nơi tam bảo mà thôi. Thì cái vị thánh cư sĩ Mahakala này đó, một lần nọ đi nghe pháp trong cái ngày giới, ngày rằm, ngày 30 hay là những ngày giới khác tại chùa Kỳ Viên đó, thưa quý vị, rằng thì được nghe, được đến chùa để mà xin Bát Quan Trai Giới giữ giới trọn ngày trọn đêm đó, và ở lại chùa để mà nghe pháp, để mà thực hành thiền. Giống như là bây giờ chúng ta tổ chức những cái buổi lễ thọ đầu đà, tức là chúng ta thức suốt đêm với cái tâm tinh tấn để mà học đạo, học pháp, để mà tu thiền, để tạo công đức. Thì cái vị thánh đệ tử, thánh cư sĩ Mahakala này cũng làm như vậy. Đến rạng sáng ngày hôm sau đó, trong khi mà trở về từ chùa, trở về nhà đó, thì dừng lại bên bờ hồ gần chùa Kỳ Viên để mà rửa mặt, rửa tay chân cho tỉnh táo. Thì có một sự việc đã xảy ra, đó là có một cái toán trộm cắp ở trong cái làng gần đó, trong cái nơi gần đó. Khi mà bị phát hiện và rượt đuổi đó, thì một số đã tứ tán để mà chạy thoát thân. Thì có một nhóm người đó chạy về cái hướng nơi mà cư sĩ Thiện Nam Mahakala này đang dừng chân. Thì khi mà chạy ngang đến cái nơi đó thì sợ bị bắt với cái tang vật trộm cắp được, thì cái người trộm đó đã tẩu toán bằng cách là quăng cái phi tan cái vật chứng đó gần cái người thanh niên Thiện Nam Mahakala và chạy thoát qua nơi khác. Khi mà dân làng, khi mà cái người mà người ta đuổi bắt đó, người ta chạy đến nơi thì không thấy cái tên trộm đâu, nhưng mà thấy cái tang vật nằm gần kế bên cái người Thiện Nam Mahakala này. Thì trong một cái cơn giận, mà khi mà trộm cắp, bị trộm cắp như vậy, họ rất là giận, họ truy đuổi bằng một cái sự đó là hành hung nếu như bắt gặp được.
thì trong cái cơn giận như vậy đó, họ không có kiềm chế được và cũng không có đủ cái lý trí để mà nhận định được cái vấn đề ai là người có tội, ai là người trong sạch. Khi mà rượt đến nơi mà thấy cái tang vật đó, họ quả quyết rằng đó là cái người thiện nam Mahakala này là một tên trộm trong cái băng trộm cướp đó. Không đợi giải thích, cũng không đợi được cái người khác phân trần, đã nhào vào để mà ẩu đả, để mà hành hung cái người được cho là cái tên trộm. Và trong cái cơn giận của cái người dân làng họ rượt theo thì họ đã quá tay, và cái thương tích đó nó làm cho cái người thanh niên này mất mạng. Cái trường hợp này Tịnh Đạt có thấy vài cái thông tin ở trên mạng báo chí ở Việt Nam, ở những một số nơi mà cái nạn trộm cắp, mà nhất là cái nạn trộm bắt chó đó thưa quý vị. Một số nơi phải nói rằng họ có một cái luật lệ của làng đó, phép vua thua lệ làng. Tuy rằng công an cũng như là dân phòng họ cũng cảnh báo gắt gao, nhưng mà khi mà phát hiện một cái tên trộm, nhất là trộm mà chó đó, một cái loài thú mà thân thiện với người ở trong nhà, một cái loài thú mà gọi là thú cưng, khi mà bị trộm như vậy thì rất là giận. Và cái cơn giận đó đôi khi cả làng cả xóm mà dúm súng lại mà đánh tử vong luôn, thì cái đó cũng không có trách được, không có trách được. Trong cái cơn giận của người ta, một lần bắt được 10 lần không, mà nhiều lần người ta canh người ta bắt không được, tới cuối cùng bắt được thì người ta giận quá, người ta đánh người này đánh người kia đánh, thì nhiều cái thương tích gộp lại như vậy thì dẫn đến cái tử nó tử. Thì cái thanh niên thiện nam Mahakala này, cái trường hợp nó cũng bị oan uổng, nhưng mà trong cái cơn giận của người dân nó thì anh cũng khó thoát được cảnh đó. Thì khi mà cái sự việc nó xảy ra gần chùa như vậy thì không có lâu thì Chư Tăng đã hay biết được, và cũng thắc mắc. Cái điều này thắc mắc cũng giống như bây giờ chúng ta thắc mắc như vậy đó. Bây giờ Tịnh Đạt nói trước ha. Đa phần người mà Tịnh Đạt gặp mà chưa có học Phật Pháp nhiều đó, họ sẽ có một câu thắc mắc như vậy. Không biết quý vị có từng thắc mắc hay không. Thấy người đó ở ăn hiền, thấy người đó là ở lành, thấy người đó trong làng xóm ngoan hiền lắm, không có nhậu nhẹt, không có cự cãi, không có ẩu đả, không có gây chuyện gì chứ, hiền lắm. Nhưng mà sao đó người đó cứ gặp khó khăn hoài. Học thì rớt lên rớt xuống, ra trường đời thì làm không lợi người ta, bị ăn hiếp, bị coi thường, làm ba đời cũng không thoát nghèo được. Ủa sao kỳ vậy? Ăn hiền phải ở gặp điều lành chứ, làm sao mà hiền quá thì bị người ta ăn hiếp. Thì Chư Tăng cũng có một cái thắc mắc gần như vậy, mới trình đến Đức Phật là thanh niên Mahakala là một cái thanh niên, một cái người cư sĩ rất là thuần thành, rất là thuần thành. Và đặc biệt cái thanh niên vị thiện nam này là một cái người thánh cư sĩ nữa, thì không bao giờ phạm ngũ giới, không bao giờ phạm ngũ giới, và rất là siêng năng để mà nghe pháp học đạo, để mà đến chùa làm các cái công đức. Thế nên không bởi vì nhưng mà tại sao lại gặp một cái cảnh trớ trêu như vậy, bị vu oan không được giải thích mà phải mất mạng oan uổng như vậy? Thì lúc đó Đức Phật ngài nói một câu, ở đây Tịnh Đạt chúng trinh trích cái phần tiếng Việt ở trong cái chú giải như thế này nè. Cái câu này là cái câu rất là
đắc giá ở trong cái sự tình đạt, nghĩ rằng cái câu này nếu mà quý vị chỉ cần nhớ trong cái duyên sự này, trong cái câu kệ ngôn này, chúng ta chỉ cần nhớ cái câu này thôi là đã đủ cái vốn để mà chúng ta tu tập rồi. Này, này, quý vị sẽ thấy cái câu này, nếu mà chúng ta chỉ cần áp dụng cái câu này trong cái đời sống của mình á, thì Tịnh Đạt bảo đảm rằng chúng ta không còn trách móc, chúng ta không còn hoài nghi, hay là chúng ta không còn bị gọi là hoang mang về cái nghiệp nữa. Đức Phật ngài nói với chư tăng là đúng như vậy, này các tỳ khưu, ông ta chết không có xứng đáng, bất xứng đó, không có xứng ở trong kiếp này, nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ. Thì đọc kỹ câu này ha. Cái này là xưa Tịnh Đạt trích nguyên văn ở trong cái bản chú giải của ngài Pháp Minh, nhưng mà để Tịnh Đạt sẽ nói rõ hơn. Đúng như vậy, này các tỳ khưu, ông ta chết bất xứng hay là không có xứng đáng ở trong cái kiếp này, nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ. Này, một lát nữa chúng ta sẽ quay lại câu này. Phải nói rằng một cái tâm điểm, một cái câu nói mà có thể khích lệ cũng như là giải tất cả những cái thắc mắc về cái cuộc sống của mình, xung quanh mình. Khi mà chư tăng Đức Phật ngài nói như vậy đó, ngài kể lại cái câu chuyện quá khứ, cái nghiệp ác quá khứ của cái anh chàng thanh niên thiện nam Mahakala, thì Tịnh Đại xin tóm lại đó là thì cái kiếp, trong cái kiếp quá khứ đó, đã sanh làm cái người đó là cai quản cái khu rừng, bảo vệ cái khu rừng, cái con đường mà dễ xảy ra trộm cướp nguy hiểm để đưa dân làng đi qua cái khu cánh rừng đó, giống như một cái quan mà biên địa như vậy đó. Thì một lần nọ anh, cái vị quan đó làm rất là tốt công việc của mình, nhưng một lần đó thì có một cái cặp vợ chồng mà cái cô vợ đẹp quá, khi mà nhìn thấy cô vợ thì sanh cái tâm mà muốn chiếm hữu, cho nên lập kế để mà hại người chồng, bằng cách đó là vu oan cho người chồng đã trộm cắp cái món viên ngọc của mình, viên đá quý của mình, và kết cục đó là xử đánh đập cái người chồng nó đến chết và chiếm đoạt cái người vợ. Và chính do cái ác nghiệp đó, Đức Phật ngài nói rằng trong cái đời này tuy rằng là một cái thiện nam cư sĩ tu đầu quần, nhưng mà cũng không tránh khỏi cái nghiệp đó. Rồi, đó là cái duyên sự của câu kệ ngôn Pháp Cú số 161. Ở đây sư Tịnh Đạt cũng xin được quay lại cái ý chính mà có thể giúp cho chúng ta, hoặc là giúp cho tất cả mọi người chưa nhìn rõ về cái nghiệp, chưa nhìn rõ về cái nhân quả, chúng ta có thể giúp cho những người đó. Ở đây Đức Phật ngài nói rằng đúng như vậy, này các tỳ khưu, ông ta chết không có xứng đáng trong kiếp này. Tức là trong cái kiếp này ông ta rất là tinh tấn, rất là siêng năng học đạo học pháp, rất là chịu tu hành và thành công trong cái việc thực hành chứng đắc được đạo quả tu đầu quần, là một cái đạo quả phải nói rằng bây giờ chúng ta đốt đuốc mà kiếm thì cũng không mua ra. Nhiều người mong đợi, nhiều người ước muốn, nhưng mà ông ta phải trả một cái nghiệp tương xứng với cái việc làm trong quá khứ của mình. Thưa quý vị, rằng bởi vì chúng ta hiện nay cái sự suy xét của mình đó, cái trí tuệ của mình đó, nó không có đủ rộng, nó không đủ sâu, và bị hạn chế bởi cái tầm nhìn, và chúng ta không có thấy được cái nguyên nhân xa xưa. Nhiều lắm là chúng ta thấy được một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, hoặc là cao lắm thì một năm, hai năm. Và như trong truyện phim ảnh kiếm hiệp, thì chúng ta thấy rằng
cao lắm là 10 năm nha. Thì đó là những cái gọi là những cái ác nghiệp, những cái quả báo mà chúng ta thấy được ở trong cái kiếp này thôi. Còn những cái kiếp trước đó, những cái điều mà liên quan đến cái quả hiện tại chúng ta không thấy được. Chính vì chúng ta không thấy được, chúng ta không hiểu được, cho nên chúng ta không có thấu đáo. Chúng ta cho rằng cái việc ngày hôm nay nó xảy ra cho mình, nó không có đáng. Tại vì trước giờ mình đâu có hại ai, mình đâu có sát sanh, mình đâu có trộm cắp, mình đâu có phá gia can người khác, mà tại sao mình bây giờ lại gặp nhiều cái khổ đau nha. Tuy rằng mình không có thấy được, mình không có hiểu được giống như là Đức Phật hay là các vị thánh tăng, nhưng với cái gọi là chánh tri kiến, thưa quý vị, rằng sẽ giúp mình không có bị gọi là phản kháng lại những cái quả nó trổ sanh, phản ứng một cách tiêu cực với cái quả nó trổ sanh. Chúng ta chấp nhận, chúng ta hiểu rằng trong kiếp này mặc dù là mình không có tạo cái gì nó xấu hết, nhưng mà nếu mà nó xảy ra một cái gì đó ngoài ý muốn thì chắc chắn rằng mình đang trả nghiệp. Chúng ta luân hồi ở trong cái cuộc đời này đó, thì không có cái việc gì mà chúng ta không từng làm, không có cái cảnh giới nào mà chúng ta không từng đến, trừ ngoài những cái cảnh mà của các vị thánh tăng đang ngự thôi. Không có cái cảnh trời mà chúng ta không từng đến, mà cũng không có cái cảnh địa ngục hay là bàn sanh súc sanh mà chúng ta không từng là. Cho nên cái nghiệp mà chúng ta tạo nó vô vàng lắm, nó vô vàng, thiện có, ác có. Bây giờ không cần nói đâu xa, bây giờ chỉ cần nhìn lại một năm qua, chúng ta xem xét lại thôi, chúng ta cũng khó thể nào hình dung được chúng ta đã làm cái gì. Chúng ta chỉ nhớ đại khái những cái việc mà chúng ta làm, có những cái ấn tượng mà thôi. Cái việc tốt có, cái việc xấu có. Nhưng mà để mà hình dung lại cả một năm qua thì chúng ta cũng không nhớ hết được. Thì chính vì cái điểm mà chúng ta không nhớ hết được đó, nó sẽ tích góp. Cái thiện nó cũng tích góp để mà nó trổ quả ở trong cái tương lai, và cái ác nó cũng tích góp để nó trả quả ở trong tương lai. Chính vì vậy đó, với cái sự gọi là chánh tri kiến, một cái sự hiểu đúng, thì khi mà xét về bản thân mình, chúng ta không có cái gọi là phản kháng, không có cái sự đó là phản ứng một cách tiêu cực. Quý vị thấy các nhà sư bị tai nạn, bị gãy chân, bị bệnh, ngặt nghèo, đâu có thiếu, đúng không? Đâu có thiếu. Mà quý vị đó toàn là giới đức, có giới, có đức, có biết tu, có đức tin tam bảo. Mấy vị thấy sao tu mà còn xuất gia rồi mà còn trả nghiệp nặng nề quá. Đó là Tịnh Đạt nói trong cái đời sống này mà chúng ta có thể nhìn thấy được đó. Ủa sao kỳ, tu từ nhỏ mà như chùa cũng biết tụng kinh, ngồi thiền thôi, đâu có làm ăn, đâu có chửi bới, đâu có hành hung, đâu có như là cái người ngoài đời đâu, mà sao mà cái nghiệp nó còn nặng hơn người ngoài đời nữa. Chúng ta không thể nào lý giải. Một khía cạnh như vậy được, mà chúng ta phải nhìn rộng hơn. Chính vì cái nhìn rộng hơn, cái nhìn sâu hơn, toàn diện hơn, làm cho chúng ta vững vàng hơn trong cái gọi là niềm tin nhân quả nghiệp báo. Và chúng ta sẽ trả lời rất là nhiều câu hỏi, rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái cuộc đời của mình và liên quan xung quanh những người xung quanh mình. Bây giờ Tịnh Đạt thí dụ quý vị đi chợ đi, ở bên nước ngoài thì cũng không có biết như thế nào, nhưng mà ở Việt Nam á, quý vị thấy một cái cảnh rất là khác biệt, tương phản. Bây giờ quý vị ra chợ đó, cái người có tiền của đi chợ khác,
cái người không có tiền, ít tiền đi chợ mua hàng khác. Và ở trong một cái chợ như vậy đó thì muôn vàng cảnh đời khác nhau. Có người bán hàng như thế này, có người bán hàng như thế kia, có người đi mua hàng và cũng có kẻ ăn xin. Chúng ta lại đặt câu hỏi, tại sao cũng là kiếp người, cũng là sanh ra làm người, cũng được xã hội công nhận, có chứng minh, nhưng tại sao lại khác biệt nhau như vậy? Người thì giàu sang, kẻ thì bần tiện, người thì thông minh, kẻ thì khù khờ, người thì văn minh lịch sự, kẻ thì thô bỉ. Tại sao lại như thế? Đương nhiên là cái điều kiện hiện tại nó cũng chiếm cái phần trăm để mà hình thành cái nhân cách, cái tính cách con người. Nhưng mà quý vị ơi, cái việc làm ở trong quá khứ nó là cái điều kiện để mà nó sanh lên những cái gọi là, chúng ta gọi là khác biệt ở trong xã hội. Khác biệt trong xã hội. Và từ khi mà chúng ta nhận định được điều đó đó, nó giúp cho chúng ta như thế nào? Nó giúp nhiều lắm. Cái điều đầu tiên mà cái điều đầu tiên mà nó giúp mình đó, đó là mình không có dám, mình không có tiếp tục để mà tạo cái ác nghiệp nữa. Bởi vì mình sợ cái quả rồi. Mình sợ cái quả rồi, mình không có dám làm nữa. Cái điều thứ hai đó là mau mau cố gắng để mà tích trữ công đức. Sợ bùn dơ thì phải đi kiếm nước sạch, đúng không? Sợ cái chỗ mà hôi thối thì phải tìm chỗ cao ráo sạch sẽ. Cái điều có đó, cái điều tất nhiên. Và cái điều cuối cùng đó, đó là chúng ta sợ luân hồi. Bởi vì trong cái luân hồi á, chúng ta lang thang mà, chúng ta đã bất định mà, chúng ta không biết lúc nào như lúc nào. Làm công đức, tu tập á, là chúng ta đang cố gắng giảm thiểu cái rủi ro phần trăm mà chúng ta gặp cái nghịch cảnh mà thôi. Chứ hoàn toàn chúng ta không có xác định được. Cho nên dần dà chúng ta sẽ có một cái gọi là sợ cái tái sanh luân hồi này. Chỉ có chấm dứt sẽ tái sanh luân hồi á, thì chúng ta sẽ không còn phải chịu cái cảnh đó là bất an về cái nghiệp hay là cái quả nó trổ sanh. Chỉ có một cái việc đó là thoát khỏi cái sanh tử luân hồi này mà thôi. Chấm dứt cái sanh tử luân hồi này mà thôi. Đó. Cái việc mà có một cái nhìn rộng, một cái nhìn sâu về cái nhân quả, nó giúp chúng ta rất rất là nhiều. Nhiều khi đó, còn một cái điểm này nữa. Ở trong chú giải nói về thiện nam Mahakala, ở trong quá khứ khi mà là một cái vị quan trấn biên đó, có nói một cái điều đó là sau khi hãm hại cái người chồng để mà chiếm đoạt người vợ, tức là sao, đã tạo nhiều cái ác nghiệp, vừa là hãm hại, vừa là hành hung, vừa là chiếm đoạt, phá gia can, rất là nhiều cái nghiệp trong đó, thì sau khi mà chết đó, bị đọa vào cảnh giới ác thú địa ngục, chịu khổ một cái thời gian rất là dài. Rồi trong cái kiếp hiện tại là thanh niên thiện nam Mahakala, khi mà bị người ta vu oan mà bị hành hung cho đến chết, nó là một cái gì đó còn sót lại dư thừa của ngày xưa mà thôi. Cái điều này chúng ta lại tiếp tục có một cái nhận định nữa về cái nhân quả nghiệp báo đó, nó không phải là 1 + 1 = 2. Không phải là chúng ta đánh người kia rồi mai này quả nó trổ sanh là người kia đánh lại. Nó không phải đơn giản như là như vậy. Nếu mà đơn giản như vậy thì nó dễ quá. Nó dễ quá. Bây giờ Tịnh Đạt cho một cái thí dụ như thế này. Bây giờ là nói về cái xã hội luật pháp bên ngoài đó. Nếu mà chiếm đoạt tài sản 500 ngàn, 1 triệu, 2 triệu bị bắt thì có thể là thưa phạt tù.
thì cái người mà trộm cắp đó, cái tội phạm đó, họ mới nói như thế này: à, tôi lỡ tay, tôi vô tình, thôi đừng có bắt tôi lấy bao nhiêu tôi trả lại cho gia chủ đó đầy đủ, không có thiếu gì hết, như vậy là tôi trắng tội. Quý vị có đồng ý không? Luật pháp họ có đồng ý hay không? Hoặc là tôi một cái người lại phá một cái chiếc xe, đập phá hay là làm mốt méo một cái tài sản của người khác, bị công an bắt lên phường và phạt hành chính, hoặc là nhiều khi nặng quá nó phải thưa hình sự, thì cái người mà phạm tội đó lại nói rằng tôi biết lỗi tôi rồi, bây giờ xe tôi nè, anh là anh đập phá coi như là quà, coi như là tôi không có tội. Quý vị có chấp nhận hay không, hay là luật pháp có chấp nhận tha tội hay không? Hoàn toàn không, thưa quý vị, hoàn toàn không. Một khi đã phạm tội thì phải xử theo luật, tức là phải phạt tù, phạt hành chính hoặc là đi cải tạo. Rồi bên cạnh đó còn phải đền bù cho người ta nữa. Thì cái đó là cái luật xã hội. Còn đối về cái luật nhân quả, nếu mà chúng ta hiểu như vậy đó, cũng một phần nào có thể hình dung được. Tức là một cái việc xấu đó, giống như bây giờ chúng ta lỡ tay, chúng ta đập con muỗi, hoặc là chúng ta sát sanh, giết một con gà, một con vịt, nó không có đơn thuần là trong tương lai hay trong kiếp sau chúng ta bị cái chúng sanh, con gà, con vịt hoặc là một chúng khác giết lại mình, vậy là quà, vậy là hết tội. Nó không phải là gì như vậy, mà chúng ta phải chịu gánh cái tội chúng ta hành hung, chúng ta sát hại đó đó, sát hại con gà, con vịt đó đó, nó dài, nó nhiều lắm. Trong cảnh địa ngục có, mà khi mà sanh lên làm người bị yếu thọ, bị chết sớm, bị bệnh, nhiều cái rủi ro về cái tính mạng, thì nó từ một cái việc làm xấu ác đó ra, chứ không phải là một rồi một cộng một bằng hai. Luật nhân quả nó không phải vậy. Cho nên từ cái nhìn đó, nó làm cho chúng ta một cái điều, đó là không có dám tạo nghiệp, không có dám tạo nghiệp, không có dám tạo nghiệp ác. Bởi vì khi mà mình tạo cái nghiệp ác đó, nó còn tùy theo cái tâm của mình nữa. Cái tâm đó là nóng giận. Bởi vậy trong cái việc mà là dạy con cháu, hay là đánh đập, hay là sát sanh đó, nó có một cái điều đó là làm trong bằng cái tâm gì. Ở Việt Nam mình trong có cái câu đó là thương cho voi cho vọt, cái câu đó đúng, nhưng mà làm như thế nào. Nhiều thấy nhiều khi những bậc phụ huynh cha mẹ đó dạy con bằng cái tâm rất là bực, bực bội lắm, thấy con làm sai quạo quá, la không được, chửi không được, đánh bằng cái tâm rất là quạo. Như vậy là không bao giờ dạy được con, và mình cũng phải chịu cái nghiệp, có nghiệp chứ. Mình dạy con mà mình đánh kiểu đó là mình chịu nghiệp chứ, bằng tâm sân mà, cái tâm bực bội mà. Chỉ có cái việc là dạy bằng cái tâm từ, cái tâm kiên nhẫn, giải thích thì mới đạt được cái kết quả mà thôi. Nó còn cái điều kiện đó, cái tâm sinh lý nữa, chứ không phải là cái việc nhìn cái bề ngoài cái việc làm mà đánh giá được đâu. Thì tóm lại cái câu kệ ngôn này á, là một cái câu kệ ngôn rất là hay. Tức là nghiệp tự mình làm, tự mình chịu, tự mình sanh ra, từ mình mà sanh ra. Cái từ ta hay là chữ chính bản thân mình, hay là chữ á, Tình Đạt cũng có nói hôm trước, đó là một cái cách để nói, để nhắc nhở, để xuất tấn chính bản thân mình. Không phải ở đây mình nói về cái ngã hay là vô ngã. Ở chỗ này không phải là nói về cái ngã hay là vô ngã, mà là nói về bản thân mình,
nói về cái sắp tấn cho cái bản thân mình biết về cái việc làm của mình, biết về cái nhân cái quả để mà mình tránh khỏi. Và trong cái câu này, câu kệ ngôn này, trong cái duyên sự này thì Tịnh Đạt có trích một cái câu đó thưa quý vị, rằng một cái cách nhìn toàn diện về cái nhân quả, giống như là cái câu mà Đức Phật ngày dạy cho Chư Tăng đó. Này các tỳ khưu, cái câu đó, này các tỳ khưu, đúng như vậy, ông ta chết không có xứng đáng trong kiếp này, nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ. Là một cái câu phải nói rằng rất là trí tuệ, rất là thâm sâu, mà chúng ta hãy nhớ để mà áp dụng cho mình. Nếu như viết thêm một câu nữa tiếp theo cái câu này đó, thì Tịnh Đạt sẽ viết sẽ viết thêm một cái vần nữa cho một cái câu này đó. Tức là trong cái kiếp này có những cái sự việc nó xảy ra không có xứng đáng, nhưng mà trong kiếp tương lai họ sẽ đánh lãnh nhận được những cái quả báo xứng đáng. Có những cái trường hợp mình thấy tội nghiệp người ta lắm, giàu sang phú quý nhưng mà yếu thọ, họ làm công đức nhiều, đi chùa nhiều nhưng mà yếu thọ, chúng ta tội nghiệp. Nhưng mà quý vị đâu có biết đó là người ta yếu thọ để người ta trở thành một cái nhân vật, một cái điều kiện để mà hưởng phước tốt hơn, cứ hoàn toàn là chúng ta không biết. Thì không xứng đáng ở kiếp này nhưng sẽ xứng đáng ở kiếp sau. Đó là một cái lời sắp tấn để khích lệ cho cái cuộc sống của mình. Đừng bao giờ chỉ hạn hẹp trong một ngày hôm nay, một tháng này, một năm này, hay là một cái cuộc đời, một cái kiếp này, mà hãy mở rộng cái tầm nhìn ra ở quá khứ, ở tương lai, để mà mình nhận định cái nhân quả nó rất là sâu rộng. Và chính vì cái nhìn sâu rộng, rõ ràng, tường tận, toàn diện, thì chúng ta sẽ có một cái chánh kiến không có sai lệch về cái nhân quả. Và có được cái chánh kiến, có được cái chánh tư duy, thì chúng ta sẽ hạn chế những cái ác nghiệp và cố gắng tạo nhiều cái thiện nghiệp, và cuối cùng là chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì đó là những cái lời chia sẻ qua câu kệ ngôn pháp cú số 161 này. Chúng con xin kính tri ân Chư Tăng và toàn thể quý vị đã tham gia diễn đàn pháp cú kinh, và ngày hôm nay là ngày thứ 6. Cuối lời con kính chúc Chư Tăng cũng như là toàn thể quý vị có được một cái năm mới, bắt đầu một năm mới được nhiều cái sự hanh thông, và có nhiều cái sức khỏe cũng như là nhiều cái thành công trong những cái công việc Phật sự, cũng như là thành công nhiều trong nhiều cái lĩnh vực trong cuộc sống, và có được một cái đời sống luôn luôn được sự an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Kính mời cô Cẩm Vân trở lại vị diễn đàn ạ. Sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt, và cũng kính chúc đại đức Tịnh Đạt có nhiều sức khỏe. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh tượng tọ Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến thượng tọa Minh Hạnh. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddha namo vena sada sati bhavantu te bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma namo vena sada sati bhavantu te Vato sapa mangalang rakhanto sapa de vata sapa sangha nupavana sada sothi bhavantu te. Tất cả vương vương có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người.
do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cấm dân hồi hướng. Gia ni quá ta san tí vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa văn tu bù chi ta sot thiên ca ron tê tha quý hà ra măng đa lê thê ra cha mát cha na hoa ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na bu ta su khi ta pa văn tu tê cha bu cha ye pi cha an đa sam ba hoa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti